tốn kém. Và có lẽ rằng là do quá hăng say, quá vui mừng khi được bác đồng ý như vậy, cho nên là các chú các bác đã làm và quên một điều rất cần thiết của căn nhà, đó là nhà vệ sinh. À, bên đó không có nhà vệ sinh, và coi như bác ở bên đó từ năm 1958 đến năm 1969 thì hầu như là bác phải trở về đây để đi vệ sinh. Đó, cho nên căn nhà này có thể nói là căn nhà gắn liền bác từ năm 1954 đến cuối đời của bác luôn. À, thì trước đó thì các bạn thấy là có ao cá Bác Hồ, thấy một cái hình ảnh mà rất quen thuộc, mà các bạn thấy những cái tranh, những cái vẽ đó thì chụp đó thì cái hình ảnh mà bác xuống cho táo ăn mình với đứa út cầm trên tay bằng thì tí nữa mà.